Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt trăn trở với an ninh đất nước. Trong công việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người rất tận tâm, tận tụy. Anh đặc biệt trăn trở, lo toan cho an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động rất nhanh và khó lường. Xin giới thiệu bài viết của ông Bùi Văn Phương, Phó trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong cuộc đời công tác, tôi có 20 năm làm việc ở huyện Kim Sơn, quê hương của Chủ tịch nước, nên tôi được biết Chủ tịch nước từ lâu và biết gia cảnh của anh. Anh sinh ra trong gia đình nông dân, hoàn cảnh tiêu biểu của đa số người dân Việt Nam. Bố mất sớm, nhưng anh em trong gia đình Chủ tịch nước đoàn kết yêu thương, nương tựa nhau vượt qua khó khăn và đều trưởng thành rất tốt. Từ khóa 13, tôi tham gia đại biểu Quốc hội, làm phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước cũng ở trong đoàn, nên anh em có dịp gần gũi nhiều hơn. Thông thường, người chức to thường có gì đó xa cách, nhưng Chủ tịch nước sống gần gũi, chan hòa với tất cả mọi người. Anh sống tình cảm thực sự. Trong công việc, anh là người rất tận tâm, tận tụy. Anh đặc biệt trăn trở, lo toan cho an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động rất nhanh và khó lường, thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu chống phá. Ngay thời điểm anh là Bộ trưởng Bộ Công an, công việc đặt trên vai là rất nặng nề. Nhưng với nỗ lực, cùng với sức mạnh của cả bộ, hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự của đất nước được đảm bảo, là tiền đề rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong quá trình làm việc với nhau, chúng tôi có thể cảm nhận được trăn trở của anh Quang là lĩnh vực anh ấy phụ trách có những điểm chưa đạt được kỳ vọng của ngành, của cá nhân anh. Với tư cách bộ trưởng của nhân dân, sau này trở thành chủ tịch nước, tôi vẫn thấy anh dành sự chú ý đặc biệt cho vấn đề an ninh quốc gia, đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Bên cạnh đó, anh cũng rất quan tâm đến cải cách tư pháp, để đảm bảo chất lượng xây dựng hệ thống luật pháp được tốt, để có nền tư pháp lành mạnh, là một công cụ pháp lý chặt chẽ cho việc quản lý nhà nước theo pháp luật. Mình là nhà nước pháp quyền mà, ở khía cạnh ứng xử với mọi người, với cấp dưới, tôi không thấy anh quan cách. Anh ấy cũng rất giữ nguyên tắc trong công việc. Công việc bận rộn, không thể tham gia đầy đủ hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, nên bất cứ khi nào phải vắng mặt, anh đều gọi điện, báo cáo lý do vắng mặt. Dù Chủ tịch nước ở cương vị rất cao, nhưng trong đoàn đại biểu Quốc hội, tôi là phó đoàn, anh là thành viên trong đoàn, nên những việc anh làm thể hiện sự tôn trọng, nguyên tắc tổ chức, chứ không phải mình trước to như vậy, thì mình chẳng phải xin ai. Chánh văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình là con thầy giáo của Chủ tịch nước. Đây là điều sau này chúng tôi mới biết. Với thầy giáo, anh luôn thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, ngày lễ ngày Tết, lúc thầy ốm, thầy yếu, thầy qua đời đều quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ rất ân cần. Mọi người chúng tôi nhìn vào đấy, thấy một sự quý trọng và thấy học được nhiều điều. Anh ấy bận trăm công ngàn việc, vẫn dành sự quan tâm cho thầy giáo cũ của mình. Trên cương vị Chủ tịch nước, anh có trách nhiệm chung với đất nước rồi. Nhưng với quê hương, tỉnh Ninh Bình, anh cũng dành những tình cảm rất đặc biệt. Thời gian về tiếp xúc cử tri, tham gia hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, anh đều không quên thăm hỏi các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, gia đình có công. Với sự tôn trọng, có thể giúp đỡ gì cho quê hương, anh ấy đều làm hết mình. Đặc biệt nhất trong số đó là quỹ khuyến học Đinh Bộ Lĩnh. Chủ tịch nước chính là người đứng đầu sáng lập ra để có một nguồn tạo điều kiện cho các cháu học sinh học tập, nâng đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhờ sự động viên, khích lệ của Chủ tịch nước mà giáo dục Ninh Bình đã vươn lên đứng trong top 10 những địa phương có chất lượng giáo dục tốt. Trong tình cảm của người dân Ninh Bình, có sự trân trọng dành cho anh. Quê hương cũng tự hào có một người con như vậy. Sự ra đi của anh là quá đột ngột. Mấy ngày nay, thấy anh ấy vẫn còn làm việc bình thường, nên chúng tôi không khỏi thấy bất ngờ. Chứ còn sinh lão bệnh tử thì đã là quy luật. Là người Việt Nam nói chung, có một đồng chí lãnh đạo qua đời, cũng thấy rất buồn, mất mát, nhưng anh Quang lại là người con của quê hương mình, thì sự mất mát ấy lại trào dâng hơn. Nhà lãnh đạo hết lòng vì người dân, gần nửa thế kỷ, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, và hơn 2 năm, trên cương vị người đứng đầu nhà nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại hình ảnh, đậm sâu trong lòng người dân Việt Nam, một vị lãnh đạo thân thiện, gần dân và biết lắng nghe. Trong những ngày này, những di sản, công lao, hay câu chuyện về Chủ tịch nước, được người dân kể lại. Trong nghẹn nào, người ta ngồi lại với nhau, nhắc lại những kỷ niệm đẹp khi được trực tiếp gặp mặt người lãnh đạo. Có cuộc sống giản dị, thân thiện, điềm đạm và biết lắng nghe. Với chiếc áo sơ mi bình dị, Chủ tịch nước đã đến với bà con.
như một người bạn, trao những cái nắm tay thật chặt, hỏi về cuộc sống, công việc, những khó khăn thường ngày. Đặc biệt là hình ảnh. Đích thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tự tay lái máy cày trên đồng ruộng, trong lễ hội tịch điền, tại Hà Nam. Để câu một vụ mùa bội thu, đến với bà con nông dân. Đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu, cho sự quan tâm. Mong muốn của người đứng đầu nhà nước, đối với sự ấm no, hạnh phúc của người dân Việt Nam. Vẫn biết là, sinh hữu hạn. Từ bất kỳ, nhưng sự ra đi, của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong lúc này, quả là đột ngột đến sừng sốt. Mới cách đây mấy ngày thôi, qua phương tiện truyền thông đại chúng, người dân còn nhìn thấy hình ảnh, vị Chủ tịch nước. Liên tục chủ trì các cuộc họp quan trọng, tiếp đón, làm việc với nhiều đoàn ngoại giao quốc tế. Không những vậy. Ngày trước thềm Tết Trung Thu, Chủ tịch nước còn viết thư chúc mừng, gửi gắm tình cảm yêu thương tới các cháu thiếu niên. Nhi đồng cả nước, thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Thế nên, khi hay tin Chủ tịch nước đang mắc bệnh nặng, nhưng vẫn có thể làm việc một cách liên tục, không nghỉ ngơi, bền bỉ tới những giây, phút cuối cùng như vậy, đã khiến không ít người dân vô cùng đau xót. Họ thấy được ở con người đó, có một sức mạnh vô biên, tinh thần làm việc, không mệt mỏi, quên đi trọng bệnh. Tận tụy cống hiến, hết mình vì nước, vì dân. Không phải ngẫu nhiên, khi nghe tin Chủ tịch nước, Trần Đại Quang qua đời. Mà bà Võ Thị Minh Cưu, Biên Hòa Đồng Nai, chia sẻ rằng, ngẫm nghĩ về ông mà mình thương, ông là một người, biết lo cho dân. Lo cho những người có công với cách mạng, người cao tuổi. Hay bà Đinh Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phường Tân Mai, Biên Hòa Bộc Bạch, người dân nói chung rất đau buồn, và thương tiếc bác Trần Đại Quang. Vì bác là vị lãnh đạo. Làm việc sáng suốt, mọi người dân đều ủng hộ, trong thời kỳ bác đương nhiệm, bác ra đi, là chúng ta mất đi, một phần trụ cột của cả đất nước. Chúng tôi vô cùng thương tiếc, người lãnh đạo vì dân. Còn ông Nguyễn Hữu Châu tâm sự rằng, nghe tin Chủ tịch nước. Trần Đại Quang từ trần, cử tri chúng tôi, cảm giác như vừa mất đi, một người thân, thuộc trong gia đình. Bởi lẽ, Chủ tịch nước luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, và hầu như không có khoảng cách, giữa một người lãnh đạo đảng, nhà nước với nhân dân. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, thậm chí, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng, đã bày tỏ sự bàng hoàng. Niềm xót thương, đối với người lãnh đạo tài ba, ưu tú qua những bài thơ. Trong xã hội hiện nay, không thể có 100% người dân nhất trí bỏ phiếu, cho một lãnh đạo nào đó. Thế nhưng, trong hơn 40 năm, làm việc trong ngành công an, và hơn 2 năm, trên cương vị người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã giành được tình cảm, được người dân tin tưởng. Yêu mến, bởi mọi hành động, việc làm của ông, luôn ẩn chứa hai chữ vì dân, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Giờ đây, Tổ quốc đã ôm trọn, vị Chủ tịch nước đáng kính, về với đất mẹ, nhưng những hình ảnh, tình cảm của ông sẽ vẫn còn mãi, trong lòng người dân. Cảm ơn ông, đã sống, làm việc cống hiến hết mình, vì đất nước, vì nhân dân. Đến hơi thở cuối cùng. Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Trước lễ an táng nhiều giờ, hàng ngàn người dân địa phương đã tập trung ở nghĩa trang để đón đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ an táng sẽ bắt đầu vào hồi 15:30 tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 16:08, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng ban tổ chức lễ tang phát biểu cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, thưa đồng bào, đồng chí, thưa gia quyến, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong những ngày qua, lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được sự quan tâm với tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lão thành, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, ban tổ chức lễ quốc tang đã cùng với gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các bộ ban ngành địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao,
đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo. Cầu chúc hương hồn đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng, xin vĩnh biệt đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn.